Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Iran được cho là đã chết sau khi không tìm thấy người nào sống sót tại hiện trường vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và ngoại trưởng của ông được cho là đã chết sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy không có người sống sót tại địa điểm chiếc trực thăng bị rơi ở khu vực miền núi ở Iran hôm 19 tháng 5. Một quan chức Iran giấu tên nói với Reuters, trực thăng của Tổng thống Raisi đã bị đốt cháy hoàn toàn trong vụ tai nạn. Thật không may, tất cả hành khách đều có thể đã thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Iran cho biết, chiếc trực thăng đã hạ cánh khẩn cấp gần Tabriz ở phía tây bắc đất nước. Các đội cứu nạn đã làm việc hơn 12 giờ đồng hồ trong điều kiện sương mù dày đặc và nhiệt độ đóng băng. Raisi, 63 tuổi, được bầu làm tổng thống vào năm 2021 với một chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, cuộc bầu cử của ông đã chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất cả nước kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo, Raisi được kể là một kẻ cực đoan nhất trong số các tổng thống Iran và được kể là nguy hiểm nhất đối với hòa bình trong vùng Trung Đông. Iran là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trên trường quốc tế. Hai nước tăng cường hợp tác quân sự và chính trị kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đáng chú ý nhất, Iran đã cung cấp cho Nga hàng nghìn máy bay không người lái cảm tử Shahed được sử dụng trong các cuộc không kích chống lại Ukraine và giúp Moscow xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Nga, cũng như được cho là đã gửi hàng nghìn tên lửa đạn đạo. Phát ngôn nhân lực lượng phòng vệ Israel, Đề đốc Daniel Hagari, cho biết lực lượng phòng vệ Israel được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất sau khi các nguồn tin theo thuyết âm mưu cho rằng Hoa Kỳ và Israel dính líu vào tai nạn dẫn đến cái chết của Tổng thống Iran. Trực thăng của Tổng thống Iran tai nạn, mọi điều chúng tôi biết. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Iranian President's Helicopter Crash, Everything We Know. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, trực thăng của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp tai nạn vào chiều Chủ nhật theo giờ địa phương. Bối cảnh, Raisi, 63 tuổi, đắc cử Tổng thống Iran vào tháng 6 năm 2021. Ông là một cựu giám đốc tư pháp cực đoan và được coi là người thân tín của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, theo Associated Press. Tổng thống Iran đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của mình với gần 18 triệu phiếu bầu trong số 28,9 triệu phiếu bầu. Theo The New York Times, nhiều cử tri có khuynh hướng ôn hòa và tự do đã chọn không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2021 vì họ cảm thấy rằng nó bị gian lận để có lợi cho Raisi. Dưới sự lãnh đạo của Raisi, Iran chứa uranium ở hầu hết cấp độ vũ khí và cản trở các cuộc thanh tra quốc tế, mặc dù đã có thỏa thuận với các cường quốc thế giới để dỡ bỏ phần lớn chương trình hạt nhân của mình và cho phép các cuộc thanh tra quốc tế sâu rộng hơn để đổi lấy các lệnh trừng phạt trị giá hàng tỷ đô la được dỡ bỏ. Những gì chúng ta biết, chiếc trực thăng đã rơi xuống tỉnh đông Azerbaijan miền núi phía tây bắc Iran. Máy bay trực thăng của Raisi đang di chuyển cùng một đoàn máy bay trực thăng gồm tổng cộng 3 chiếc. Hai máy bay trực thăng khác đều đã hạ cánh an toàn, chỉ có chiếc máy bay chở Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Iran gặp tai nạn. Các nhóm cấp cứu khác nhau đang di chuyển tới hiện trường, nhưng do sương mù và thời tiết xấu nên có thể mất thời gian để tiếp cận khu vực. Công việc đang trong vòng kiểm soát, Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi nói trên truyền hình quốc gia.
Ông nói thêm, đã có liên lạc với những người đồng hành của Tổng thống, nhưng do khu vực này nhiều núi và khó thiết lập liên lạc, nên chúng tôi mong các đội cấp cứu sẽ đến địa điểm xảy ra vụ việc sớm hơn và cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Thông tấn xã Tasnim, một hãng thông tấn bán chính thức liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và Ayatollah Mohammad Ali al-Hassem, nhà lãnh đạo buổi cầu nguyện thứ sáu của Tabriz, cũng có mặt trên chiếc trực thăng của Tổng thống. Trong khi đó, thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo được chính phủ Iran tài trợ và kiểm soát đưa tin thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Ramati cũng có mặt trên trực thăng. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammed Bagheri đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang bao gồm IRGC và các quan chức thực thi pháp luật sử dụng tất cả các nguồn lực, thiết bị và khả năng cho các nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng của Tổng thống Raisi và các hành khách khác, theo thông tấn xã Tasnim. Theo Ocean Defender, một tài khoản X chuyên theo dõi các cuộc xung đột toàn cầu, các trực thăng của không quân Iran đã đến gần địa điểm máy bay rơi, nhưng không nhìn thấy bất kỳ mảnh vỡ nào vì sương mù dày đặc và cuối cùng phải quay trở lại căn cứ vì điều kiện thời tiết. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với Newsweek qua email hôm Chủ nhật, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về khả năng máy bay trực thăng chở Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Iran có thể hạ cánh khẩn cấp. Chúng tôi không có gì bình luận thêm vào lúc này. AP đưa tin, Raisi đã có mặt ở Azerbaijan vào hôm Chủ nhật, cùng với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev khánh thành một con đập. Đây là con đập thứ ba mà Iran và Azerbaijan xây dựng trên sông Aras. Tổng thống Aliyev viết trong một bài đăng trên X, hôm nay, sau khi chia tay thân thiện với Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi, chúng tôi vô cùng lo lắng trước tin tức về chiếc trực thăng chở phái đoàn gặp tai nạn ở Iran. Chúng tôi gửi lời cầu nguyện tới Allah toàn năng cho Tổng thống Ebrahim Raisi và phái đoàn tháp tùng. Với tư cách là một nước láng giềng, bạn bè và đất nước anh em, Cộng hòa Azerbaijan sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ả Rập Saudi và Qatar cũng đề nghị hỗ trợ trong sứ mệnh giải cứu. Chuyện gì tiếp theo? Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, một tổ chức nhân đạo, đã cử các đội cấp cứu, các đơn vị máy bay không người lái cũng được cử đến để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm trực thăng của Raisi. Hoạt động cấp cứu đang diễn ra. Hiện chưa rõ có thương vong nào từ vụ việc hay không. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim đã đăng trên tài khoản X của mình vào Chủ nhật. Một số người đồng hành cùng Tổng thống trên chiếc trực thăng này đã có thể liên lạc với trụ sở trung ương, làm dấy lên hy vọng rằng vụ việc có thể kết thúc mà không có thương vong. Trong khi các phương tiện truyền thông Iran phát đi những lời kêu gọi cầu nguyện cho Tổng thống Raisi, thái độ hòa bình đó tương phản với các thuyết âm mưu cho rằng Hoa Kỳ hay Israel đã bắn hạ chiếc máy bay. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao độ trước khả năng có thể bị tấn công bất ngờ. Ebrahim Raisi, tổng thống theo đường lối cứng rắn của Iran với các cáo buộc hành quyết sai sẵn. Tờ The Guardian có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ebrahim Raisi, Iran's Hardline President, Dodged by Execution Claims. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Raisi lần đầu tiên lên nắm quyền khi còn trẻ sau cách mạng Hồi giáo và đã không khoan nhượng kể từ cuộc bầu cử năm 2021. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người mất tích ở vùng núi Iran sau một vụ tai nạn máy bay trực thăng gần biên giới với Azerbaijan, là một người có đường lối cứng rắn, người đã đóng vai trò quan trọng trong vài năm qua trong việc lèo lái Iran quay trở lại với niềm tin bất khoan nhượng
của những người sáng lập cách mạng Cộng hòa Hồi giáo, là người ủng hộ các giá trị bảo thủ sâu sắc ở mặt trận trong nước. Về mặt chính sách đối ngoại, Raisi cũng thể hiện lập trường ngày càng hung hăng và chính theo quan điểm của ông, Tehran đã chọn tiến hành cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái chưa từng có gần đây nhằm vào Israel, đưa cả hai nước rơi vào xung đột trực tiếp và công khai. Trong khi chỉ mới được bầu làm tổng thống vào tháng 6 năm 2021, tự cho mình là người giỏi nhất trong việc chống tham nhũng và các vấn đề kinh tế của Iran, Raisi từ lâu đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng ở Iran, bao gồm cả vai trò được cho là chủ chốt trong cái gọi là Ủy ban Tử hình, chịu trách nhiệm hành quyết hàng ngàn người tù nhân vào những năm 1980, một tuyên bố mà ông đã phủ nhận. Sinh năm 1960 trong một gia đình giáo sĩ ở Mashhad, Raisi là con của cuộc cách mạng lật đổ Shah sau khi ông ta đến Qom để theo học tại một chủng viện CI ở tuổi 15 theo bước chân của cha mình. Khi còn là một sinh viên trẻ, ông đã tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại vua Ba Tư được phương Tây hậu thuẫn vào năm 1979. Cuộc biểu tình này đã dẫn đến cách mạng Hồi giáo dưới sự hướng dẫn của Ayatollah Ruhollah Khomeini, một giáo sĩ sống lưu vong ở Pháp. Trong những năm đầu đầy biến động của cách mạng Hồi giáo, chàng trai trẻ Raisi tiếp tục theo học Đại học Shahid Motahari ở Tehran, nơi ông nhận bằng tiến sĩ về luật học và luật Hồi giáo. Gia nhập ngành tư pháp, Raisi lúc đó mới 25 tuổi, giống như nhiều thanh niên khác cùng thế hệ với anh, thấy mình được đưa vào một chức vụ quan trọng, trong trường hợp của ông là phó công tố viên của Tehran. Các nhóm nhân quyền cho biết, khi vẫn giữ vai trò đó, ông đã trở thành một trong bốn thẩm phán ngồi trong Ủy ban Tử hình khét tiếng, một tòa án bí mật được thành lập vào năm 1988 để xét xử lại hàng ngàn tù nhân. Nhiều người trong số họ là thành viên của nhóm Mujahedin Ekhau. Chức vụ này đóng vai trò là bàn đạp cho những tham vọng lớn hơn của ông ta. Raisi sau này giữ chức vụ trưởng công tố viên của Tehran, sau đó là nhà lãnh đạo tổ chức thanh tra nhà nước. Đến năm 2006, ông được bầu vào Hội đồng Chuyên gia, cơ quan chịu trách nhiệm bổ nhiệm và giám sát người lãnh đạo tối cao và các thành viên của hội đồng này được hội đồng giám hộ đầy quyền lực chấp thuận. Sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2009, gây ra nhiều tháng biểu tình công khai, Raisi đã ủng hộ các cuộc đàn áp tàn bạo và giam giữ hàng loạt. Ông trở thành tổng công tố đất nước vào năm 2014. Ông bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019 vì vai trò của mình trong việc đàn áp trong nước. Chiến thắng trong cuộc bầu cử của Raisi giúp ông kế nhiệm Hassan Rouhani làm tổng thống, thể hiện sự đẩy lùi những người cực kỳ bảo thủ của Iran chống lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới giúp Iran thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế. Giờ đây, dưới thời Raisi, Iran làm giàu uranium ở mức gần như cấp độ vũ khí và cản trở các cuộc thanh tra quốc tế. Nỗ lực đầu tiên của Raisi nhằm thay thế Rouhani vào năm 2017 đã thất bại khi Rouhani giành được 57% số phiếu bầu. Tuy nhiên, hồ sơ của ông đã được thúc đẩy khi Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm ông làm phó chủ tịch hội đồng chuyên gia vào năm 2019. Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021, mặc dù cuộc bỏ phiếu đó có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo. Vào cuối năm 2022, một làn sóng biểu tình trên toàn quốc nổ ra sau cái chết của Asa Amini, người bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục Hồi giáo đối với phụ nữ của Iran. Vào tháng 3 năm 2023, Iran và Ả Rập Saudi, những đối phương lâu năm trong khu vực, đã công bố một thỏa thuận bất ngờ nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, sự hòa hoãn với Ả Rập Saudi đã trở thành một ngoại lệ trong chính sách đối ngoại của Iran dưới thời Raisi, khi Iran đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine, tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
và hỏa tiễn lớn vào Israel, đồng thời tiếp tục trang bị vũ khí cho các nhóm ủy quyền ở Trung Đông như phiến quân Houthi của Yemen và Hezbollah của Liban. Éo le, Tổng thống Zelensky than thở rằng các đồng minh của Kyiv muốn Ukraine thắng nhưng lại sợ Nga thua. Tờ Kyiv Independent có bài tường trình nhan đề Zelensky, our partners fear that Russia will lose this war. Nghĩa là Zelensky, đối tác của chúng tôi lo ngại Nga sẽ thua trong cuộc chiến này. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng các đối tác của Ukraine sợ Nga thua trong cuộc chiến và muốn Kyiv chiến thắng theo cách mà Nga không thua. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn dành cho AFP hôm 17 tháng 5 và được phát hình vào chiều thứ Bảy 28 tháng 5. Theo Zelensky, các đồng minh của Kyiv lo sợ sự thua cuộc của Nga trong cuộc chiến chống Ukraine vì điều đó sẽ liên quan đến địa chính trị không thể đoán trước. Tôi không nghĩ nó hoạt động theo cách đó. Để Ukraine giành chiến thắng, chúng tôi cần được cung cấp mọi thứ để có thể giành chiến thắng, ông nói. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở Kharkiv và các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở phía đông. Theo Zelensky, trong một tuần, quân đội Nga đã tiến xa tới 10 km ở phía bắc Kharkiv. Ngũ giác đài ngày 16 tháng 5 cho biết, Washington vẫn không thay đổi lập trường tiêu cực đối với các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine bằng vũ khí do Mỹ cung cấp trên lãnh thổ Nga, ngay cả sau khi Nga phát động cuộc tấn công ở Kharkiv. Zelensky bình luận về tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn nói rằng không nên có lệnh cấm vì đây không phải là cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Nga. Đây là về phòng thủ. Trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 17 tháng 5, Tổng thống Ukraine nói rằng cuộc tấn công ở Kharkiv có thể là đợt tấn công đầu tiên trong nhiều làn sóng và lực lượng Nga có thể cố gắng chiếm thủ phủ khu vực Kharkiv. Trong những tháng gần đây, Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường, tận dụng sự chậm trễ trong viện trợ quốc phòng cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây và tình trạng thiếu quân của Kyiv. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine vào tháng 4, sau 6 tháng đấu đá chính trị nội bộ. Ngũ giác đài cảnh báo rằng có thể sẽ phải mất một thời gian trước khi người ta cảm nhận được tác động của nó trên chiến trường. Kyiv cũng tăng cường kêu gọi các đồng minh gửi thêm hệ thống vũ khí tầm xa nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến và bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga tác động nặng nề đến chiến trường. Mỹ gần đây đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn ATACMS tầm xa mà Ukraine được cho là đã sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Những hạn chế của Washington, như các quan chức Ukraine mô tả, sẽ ngăn chặn việc lặp lại một cuộc tấn công như vậy bên trong lãnh thổ Nga. Đức đã từ chối cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Taurus có tầm bắn hơn 500 km do lo ngại leo thang từ Nga. Chỉ huy hàng đầu NATO cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ không thành công. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Top NATO Commander Says Russia's Offensive Won't Succeed. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Chỉ huy đồng minh tối cao của NATO tại Âu Châu cho biết hôm thứ Bảy rằng cuộc tấn công đang diễn ra của Nga ở Ukraine không có cơ sở để đột phá. Christopher Cavoli nói với các phóng viên sau cuộc họp của các lãnh đạo quốc phòng của Liên minh tại trụ sở NATO ở Brussels rằng tôi biết người Nga không có đủ số lượng cần thiết để thực hiện một bước đột phá chiến lược. Tướng Mỹ nói họ không có kỹ năng và khả năng để làm điều đó, cần phải có các hoạt động ở quy mô cần thiết để khai thác bất kỳ bước đột phá nào nhằm đạt được lợi thế chiến lược. Ông nói thêm,
họ có khả năng đạt được những tiến bộ mang tính chất cục bộ, và họ đã làm một số việc đó. Ông cũng nói thêm rằng đánh giá của mình xuất phát từ sự liên hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp Ukraine của chúng tôi, và tôi tin tưởng rằng họ sẽ giữ vững được phòng tuyến. Mặc dù Nga đang gây sức ép dọc tuyến đầu với Ukraine, và gần đây đã phát động một cuộc tấn công gần thành phố Kharkiv của Ukraine lần thứ hai. Cavoli cho biết ông không chắc chắn rằng đây là cuộc tấn công toàn diện vào mùa hè của mặt tư khoa. Ông nói, những gì chúng ta không thấy là một trữ lượng lớn đang được tạo ra ở đâu đó. Rất khó để biết liệu nỗ lực của Nga có cạn kiệt hay chưa. Ông Cavoli nói thêm, việc một cuộc tấn công có bị dừng lại hay không cần một chút thời gian để tìm hiểu. Trong khi đó, sau khi Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý về gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ Mỹ kim cho Kyiv sau nhiều tháng trì hoãn, tướng Cavoli cũng nói, Ukraine hiện đang được vận chuyển một lượng lớn đạn dược, một lượng lớn hệ thống phòng không tầm ngắn và một lượng đáng kể xe thiết giáp. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết trong cùng một cuộc họp báo rằng, mặc dù Nga đã thất bại trong nỗ lực áp đảo Ukraine, nhưng không nên đánh giá thấp nước này. Trong hơn 2 năm chiến đấu, Nga đã cải thiện trong các lĩnh vực như hậu cần và sản xuất công nghiệp, nơi họ thực sự đang tiến nhanh hơn chúng ta ở Âu Châu và Bắc Mỹ. Và ông cũng cho biết Nga đã cố gắng tập hợp lực lượng bổ sung, nhưng phẩm chất của quân đội thấp hơn so với quân đội mà họ đã từng có khi bắt đầu cuộc xung đột do số lượng sĩ quan đã thiệt mạng khi bắt đầu chiến tranh, và do đó Nga không thể huấn luyện đầy đủ những tân binh. Chủ đề chính của cuộc họp NATO trong tuần này là thảo luận về việc tăng cường các kế hoạch phòng thủ của liên minh. Bauer nói, điều này bảo đảm rằng chúng tôi sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa hiện tại cũng như tương lai. Tiếp theo cuộc họp là cuộc gặp gỡ của Hội đồng Ukraine, NATO, với tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Anatoly Bahilevich. Lữ đoàn 110 Ukraine bắn rơi 4 máy bay Nga trong 2 tuần. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Hromov cho biết hôm thứ Bảy, 18 tháng 5, các tay súng phòng không của Lữ đoàn Cơ giới số 110 của Ukraine đã bắn hạ thêm một máy bay Su-25 của Nga ở tỉnh Donetsk, khiến nó trở thành máy bay phản lực thứ tư bị bắn rơi trong vòng 2 tuần. Su-25 do Liên Xô thiết kế được NATO đặt biệt danh là Frogfoot, là máy bay tấn công mặt đất được bọc thép hạng nặng, cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga. Máy bay này giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công dữ dội ở nhiều khu vực ở mặt trận phía đông, bao trùm phần lớn tỉnh Donetsk. Lữ đoàn 110 cho biết, bây giờ tàn tích của nó đang âm ỉ tại một trong những khu rừng ở tỉnh Donetsk. Lữ đoàn đang đóng quân gần Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Lữ đoàn này cũng cho biết 3 chiếc Su-25 khác bị bắn rơi vào các ngày 4 tháng 5, 11 tháng 5 và 13 tháng 5. Nga đã mất 354 máy bay kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết sáng ngày 18 tháng 5. Zelensky lần đầu tiên không có báo cáo về tình trạng thiếu pháo binh trong chiến tranh toàn diện. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với AFP hôm 17 tháng 5 rằng lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, không có lữ đoàn Ukraine nào báo cáo thiếu đạn pháo. Và điều này đã xảy ra trong 2 tháng qua, ông nói, nhưng nói thêm, mọi người vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong những tháng mùa đông, lực lượng vũ trang Ukraine bị thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo, phần lớn là do viện trợ quân sự của Mỹ bị chậm trễ.
Vào tháng Giêng, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết Ukraine không thể bắn hơn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Sáng kiến do Cộng hòa Tiệp dẫn đầu nhằm mua đạn pháo cho Ukraine đã xác định 500.000 quả đạn pháo 155 ly và 300.000 quả đạn pháo 122 ly bên ngoài Âu Châu có thể được mua và gửi đến Ukraine sau khi số tiền cần thiết được phân bổ cho sáng kiến này. Tổng thống Zelensky cho biết, ngay cả trước khi sáng kiến này bắt đầu, việc mua sắm đạn pháo đã đạt được tiến bộ. Ông nói thêm, lần đầu tiên trong cuộc chiến, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng không có đạn pháo. Nhiều quốc gia bao gồm Bỉ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Canada, Ba Lan, Đan Mạch và Slovenia đã đóng góp kinh phí cho sáng kiến của Tiệp, có thể dẫn đến việc chuyển 1,5 triệu quả đạn đến Kyiv. Đồng thời, Nga đã tăng cường năng lực sản xuất quân sự và có khả năng sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Martin Harum, chỉ huy lực lượng phòng vệ Estonia cho biết vào tháng Giêng. Phát ngôn nhân Cục Tình báo quân đội Ukraine, Đại úy Andriy Zhusov nói thêm rằng, thông tin tình báo cho thấy Nga có khả năng sản xuất gấp nhiều lần hơn thế nữa. Nga cũng đang nhận được nguồn cung cấp đạn dược mới từ nước ngoài, trong đó Bắc Hàn trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov gần đây đã cách chức chuẩn tướng Serhiy Baranov khỏi vị trí chỉ huy lực lượng hỏa tiễn, pháo binh và máy bay không người lái. Lực lượng hỏa tiễn, pháo binh và máy bay không người lái là một bộ phận của lực lượng vũ trang Ukraine, chuyên lập kế hoạch chiến lược và tham gia các hoạt động chiến đấu bằng cách sử dụng hỏa tiễn, pháo, đại bác, súng cối, pháo phản lực và pháo chống tăng, cũng như máy bay không người lái. Zelensky, Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Chasivya, Nga mất quân gần Kharkiv. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Bảy ngày 18 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Chasivya ở tỉnh Donetsk và Nga đang mất quân và khí tài quân sự. Chasivya, một thị trấn bị phá hủy phần lớn, được coi là mục tiêu tiếp theo của Nga sau khi Bakhmut thất thủ, trong khi thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, cũng là mục tiêu chính của Nga. Zelensky cho biết lực lượng Nga cũng mất hơn 20 thiết bị quân sự ở Chasivya. Lực lượng của chúng ta đang phản kháng mạnh mẽ quân xâm lược ở bất cứ nơi nào có tình hình khó khăn, ngoài Kharkiv, ở Kramatorsk, Pokrov, Kurakove và hướng Nam. Tổng thống cũng cho biết Nga đã phải chịu tổn thất đáng kể ở tỉnh Kharkiv, mặc dù quân đội Nga đang trông chờ vào một cuộc tiến công nhanh chóng qua lãnh thổ của chúng ta như vào năm 2022. Nhà độc tài Nga Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 17 tháng 5 rằng không có kế hoạch chiếm Kharkiv và đang tấn công Kharkiv nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm trong tỉnh nhằm ngăn chặn việc pháo kích vào Belgorod của Nga. Trước đây, Điện Cẩm Linh đã đưa ra những tuyên bố tương tự về ý định của mình, cụ thể là khi họ liên tục tuyên bố trong nhiều tháng, tuần và thậm chí vài ngày trước khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, rằng họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine. Nga đã mất 491.080 quân ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo vào ngày 18 tháng 5, con số này bao gồm 1.210 người Nga thương vong chỉ trong ngày qua. Cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv vào giữa tháng 5 có thể là đợt tấn công đầu tiên trong một số đợt tấn công vào các lực lượng Nga, có thể tấn công vào thủ đô Kharkiv của khu vực. Tổng thống Zelensky cho biết một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Kirill Bunadov ngày 14 tháng 5 đề xuất rằng lực lượng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công tương tự ở tỉnh Sumy khi điều kiện thuận lợi hơn. Ukraine và đồng minh than thở về những sai lầm đắt giá khi Nga tấn công. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề
Ukraine and allies rue costly mistakes as Russia pounces. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Đồng hồ đang điểm cho đến khi Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng lấy làm tiếc về sự chậm trễ này. Cựu Tổng thống Viktor Yushchenko đã nói rằng tiền tuyến không hề nghỉ ngơi. Ukraine có thể sớm có thêm pháo binh, máy bay đánh chặn phòng không và các loại đạn dược khác. Nhưng khi Putin nhìn thấy cơ hội trước khi nó xuất hiện, Egypt và các đồng minh có thể sẽ phải tiếc nuối khi đánh mất cơ hội. Trước khi gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ Mỹ Kim của Mỹ cuối cùng được thông qua vào tháng trước để có thể thể hiện sự hiện diện của mình trên chiến trường một cách có ý nghĩa, Nga đã lợi dụng sự chậm trễ của phương Tây cũng như các vấn đề về huy động và củng cố công sự của Ukraine. Sự chậm trễ viện trợ của Mỹ trong bối cảnh tranh cãi trên đồi Capitol, lực lượng của Kyiv đã phải tiết kiệm pháo binh và các nguồn lực khác khi Nga chiếm giữ khoảng 308 dặm vuông lãnh thổ Ukraine cho đến thời điểm này trong năm nay, nhiều hơn 1/3 so với 230 dặm vuông đạt được trong cả năm 2023. Leon Hartwell, cộng tác viên cao cấp tại Trường Kinh tế London, LSE, IDEA cho biết, việc không thể dựa vào viện trợ kịp thời sẽ làm gián đoạn các khía cạnh quan trọng của kế hoạch quân sự, từ tuyển dụng đến huấn luyện. Ông nói với Newsweek, nó buộc các lực lượng Ukraine phải phân bổ các nguồn lực quan trọng, không chắc chắn liệu nguồn thay thế có đến kịp thời hay không. Tính đến tháng 3, Liên hiệp Âu Châu đã cung cấp ít hơn 1/3 trong số 500.000 quả đạn pháo so với cam kết. Ngoài ra, còn có tình trạng trì hoãn giao các chiến đấu cơ F-16 được yêu cầu rất nhiều. Hartwell cho biết, với khả năng thích ứng của Nga, sự chậm trễ của F-16 có nghĩa là vào thời điểm chúng đến chiến trường, hiệu quả của chúng đã giảm đi đáng kể so với khi chúng được yêu cầu ban đầu. Vấn đề về công sự. Vào ngày 10 tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công ở khu vực phía đông bắc Kharkiv, có khả năng nhằm mục đích kéo dài sự kháng cự của Kyiv trên tiền tuyến phía đông và tạo ra vùng đệm ở biên giới. Hàng ngàn người đã được di tản khỏi thị trấn Vokshank bên trong biên giới tới thành phố Kharkiv, cách đó khoảng 40 dặm. Nga có động lực chiến trường, nhưng đây không phải là kết quả của một trận chiến. Sidomer Nestorovic, giáo sư địa chính trị tại trường kinh doanh ESSEC ở Singapore, cho biết quân đội Nga chỉ đơn giản tiến vào một khu vực mà không gặp phải sự kháng cự nào. Không có công sự và quân đội nào chống lại bước tiến của Nga ở phía Ukraine. Viktor Kovalenko, nhà phân tích chính trị Ukraine, từng phục vụ trong lực lượng Ukraine năm 2014 và năm 2015, cho biết Ukraine đang gặp vấn đề trong việc củng cố các tuyến phòng thủ đầu tiên vì lực lượng Nga liên tục pháo kích và ném bom vào các đội xây dựng và kỹ thuật. Kovalenko nói với Newsweek, đây là lý do chính khiến các đội kỹ thuật không thể củng cố vùng ngoại ô thành phố Vokchens. Hơn nữa, vào tháng 3, Tổng thống Zelensky đã phạm sai lầm khi cách chức chỉ huy lực lượng hỗ trợ tướng Dmytro Hareha. Ông nói, Tổng thống đã khắc phục sai sót này vào tháng 5 bằng cách phục hồi chức vụ cho anh ta, nhưng điều này đã làm gián đoạn quá trình củng cố trong 2 tháng. Ukraine đã và đang xây dựng các công sự nhiều tầng ở 5 khu vực, bao gồm cả khu vực đang tranh chấp ở phía đông Donetsk, mặc dù bí mật quân sự có nghĩa là thông tin chi tiết không được công khai. Kovalenko nói thêm, thành thật mà nói, điều này đáng lẽ phải bắt đầu vào năm 2014 hoặc ít nhất là vài tháng trước cuộc xâm lược thứ hai, nhưng muộn còn hơn không. Vấn đề huy động.
kể từ thất bại tương đối của cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023. Kyiv đã gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số đang suy giảm. David Silvey, một chuyên gia lịch sử quân sự và chiến trường, đồng thời là phó giáo sư lịch sử, cho biết lực lượng của Kyiv không thể bảo vệ chặt chẽ mọi điểm, dễ bị tổn thương như họ mong muốn, và vì vậy họ phải lựa chọn nơi bố trí lực lượng của mình. Ông nói với Newsweek, nỗ lực chính của Nga là ở khu vực trung tâm của phòng tuyến xung quanh Donetsk, và vì vậy tôi có cảm giác rằng đó là nơi người Ukraine tập trung lực lượng của họ. Điều đó hiện đang khiến họ gặp rắc rối với việc Nga tấn công Kharkiv. Một dự thảo luật mới được các nhà lập pháp Ukraine thông qua vào tháng trước đã có hiệu lực vào hôm thứ Bảy 18 tháng 5 nhằm mục đích tăng quân số bằng cách hạ độ tuổi tối thiểu để nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thay thế chế độ tổng quân bằng huấn luyện quân sự cho nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25. Cuộc tranh luận về cách tuyển quân ở Ukraine là một vấn đề nhạy cảm kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào tháng 12 rằng cần 500.000 tân binh sau khi sa thải các quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ từ những người tìm cách trốn tránh tiền tuyến. Kovalenko nói, khi tôi được huy động vào năm 2014 trong cuộc tấn công đầu tiên của Nga, tôi rất buồn khi thấy không có bạn bè, hàng xóm hay bạn học nào tham gia cùng tôi. Họ phớt lờ các thông báo về hối lộ và các khoản tiền phạt tượng trưng hoặc giấu sau các tài liệu giả về việc không thể phục vụ. Kovalenko cho biết Nga sẽ không chiếm nhiều đất của Ukraine nếu hệ thống quân dịch hoạt động tốt. Ông hy vọng rằng việc huy động sẽ có hiệu quả. Ông nói Tổng thống Zelensky phải tìm ra sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và lợi ích của quân đội. Cuộc cải cách này chủ yếu không nhằm mục đích phù hợp với quân số của quân đội Nga, vì Ukraine không có nhiều quân như Nga. Cuộc cải cách nhấn mạnh đến việc xây dựng khả năng phục hồi chiến lược và sức mạnh quân sự để ngăn chặn Nga hiện tại và trong tương lai. Tấn công các mục tiêu ở Nga. Tờ Wall Street Journal đưa tin các hệ thống hỏa tiễu của Mỹ đã được chuyển giao cho Kyiv với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, Ukraine được tường trình đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cảnh báo này trước cuộc tấn công dữ dội mà nước này phải đối mặt ở Kharkiv, nơi Mạc Tư Khoa đã giành được lãnh thổ lớn nhất trong gần 18 tháng. Hartwell cho biết lệnh cấm một chiều này cho phép lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine mà không bị trừng phạt, khiến quân phòng thủ Ukraine không thể trả đũa một cách hiệu quả hoặc tự bảo vệ mình một cách đầy đủ. Điều này khiến Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh khi phải cố gắng tự vệ bằng một tay bị trói sau lưng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.